Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mô hình đối tượng mặt nước ở trong cái ly này như sau. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau về mặt top. Các bạn nhấn phím T, Z. Sau đó chúng ta qua tab khởi tạo. Đối tượng khởi tạo là geometry về các khối cơ sở đầu tiên. Chúng ta vẽ tấm plan. Vẽ sao cho bao được cái ly này thôi. Ở đây tôi có thể cho cái chiều dài của nó là 80. Rộng 80. Và các bạn chú ý rằng cái length sheet và width sheet chúng ta phải nhiều thì cái lệnh làm mặt nước này nó mới đạt hiệu quả cao. Tôi cho 60. 60, Enter. Sau đó chúng ta cùng về phối cảnh. Chúng ta kéo cái mặt phẳng này lên trên để chúng ta cùng nhau làm mặt nước cho cái ly này. Thì để làm mặt nước cho cái ly này, chúng ta sẽ áp dụng lệnh Noise ở bên Modify. Chúng ta chọn đối tượng cần tác động là tấm Blend qua Modify. Các bạn gõ phím N hoặc là NO thì nó tìm đến lệnh Noise. Chúng ta chọn lệnh Noise. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tăng cái cường độ biến đổi theo cái trục X, Y, Z. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn biến đổi theo cái trục Z mà thôi. Tôi gõ vào trục Z này. Thông số là 4mm, Enter. Sau đó chúng ta cùng nhau lên trên và chúng ta tăng phần shift, tức là cái mật độ của cái điểm noise. Tức là đây chúng ta sẽ tăng dần lên. Hoặc là tôi có thể tăng là 20. Thành phần quyết định cái quan trọng là scale, bởi vì cái diện tích chúng ta nhỏ ở cái ly thôi. Chúng ta sẽ giảm cái scale xuống. Nếu mà giảm bằng 0 chúng ta thấy nó rất là gãy khúc. Tôi có thể tăng thông số 15 chẳng hạn. Hoặc là 8 thôi. Chúng ta thấy rằng chúng ta có những gợn nước. Sau khi có gợn nước thì chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái quầng nước bên trong bằng cách các bạn nhấn xuống chọn phím RI. Các bạn bấm phím RI trên bàn phím RI. Tìm đến lệnh Ripple. Bấm vào Ripple, chúng ta sẽ cùng nhau tạo những quầng nước, như là chúng ta cho một cái tảng đá lạnh vào cái ly sinh tố chúng ta uống thì nó sẽ tạo những cái quầng. Hoặc là uống nước mía các bạn sẽ thấy có những quầng nhỏ. Thì với lệnh Ripple này, chúng ta có các bước sóng 1 và bước sóng 2. Nếu mà các quầng bằng nhau thì hai bước sóng này phải bằng nhau. Vì vậy tôi tăng bước sóng 1 và bước sóng 2 bằng nhau với thông số là 1.5. Ở đây tôi cũng cho 1.5, Enter. Thì các bạn thấy nó có những cái quầng nhỏ nhỏ này rồi. Wavelength tôi có thể tăng lên hay giảm đi để tạo những quầng sóng. Tôi có thể tăng lên 80 chẳng hạn. Nó rất nhẹ nhàng thôi. Decay độ suy giảm của quầng này. Tôi cho nó giảm 0.05, Enter. Wavelength này chúng ta có thể tăng lại. Tăng hay giảm nó đi. Tạo quầng nhỏ này, khi chúng ta giả lập chúng ta cho một cái cục đá lạnh vào này, thì nó hợp lý hơn. Tôi có thể xoay như bạn thấy, chúng ta có quầng này. Thì để nó tự nhiên hơn thì quầng này không nên ở giữa, chúng ta cho nó đây. Còn đâu cái cường độ cao thấp của quầng này chúng ta có thể sử dụng cái wavelength này tăng giảm cho nó hợp lý hơn. Ở đây tôi là 6.5 đi. Enter. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái cục đá cho vào giữa bằng cách chúng ta dùng cái khối mở rộng Extend Object, chọn Chamfer Box, chúng ta vẽ khối nhỏ thôi. Chúng ta đẩy lên và đẩy tiếp lên. Sau đó tôi nhấn Alt Tab A để so hàng với cái đối tượng này, chọn Center Center X, Y, Z, nhấn OK. Chúng ta có thể xoay nó một góc cho nó hợp lý hơn. Xoay đối tượng đi, dùng lệnh di chuyển để dìm nó xuống một chút. Thì thấy rằng nó có vẻ nó tự nhiên hơn. Nhấn phím V kép để copy cho đối tượng khác. Chúng ta dùng cái lệnh scale R để biến đổi cho nó nhỏ lại. Tôi có thể xoay nó đi một góc khác cho nó đẹp hơn. Các bạn có thể xoay tự do cho nó đỡ cái tính cứng nhắc. Bây giờ chúng ta cùng nhau về mặt F. Để vẽ cái ống mút chẳng hạn. Chúng ta về cái đối tượng 2D, chọn lệnh Line. Tôi chọn từ trên này xuống. Rồi chúng ta chuột phải kết thúc lệnh, nhấn phím số 1. Các bạn nhấn Ctrl A để cho nó về dạng góc hết corner. Ở cái đỉnh này, tôi sẽ kéo xuống để chọn lệnh Fillet để làm cho nó mềm hơn. Rồi Fillet một chút.
Sau khi ok, chúng ta chuột phải ở vùng trống, chọn rendering animal lên để chúng ta kích hoạt cái thành phần làm mềm làm tròn để thành cái ống mút. Ở đây tôi cho radius bằng 3 và cho cái đối tượng size bằng 12 hoặc hơn để chúng ta cho mịn. Tôi thoát lệnh like và di chuyển ống mút vào. Nếu được, chúng ta có thể mô hình thêm một cái quả chanh vào để cái cốc này cho nó đẹp. Chúng ta vẽ đối tượng khối tiêu chuẩn, dùng khối sphere để vẽ trực tiếp trên đây. Tôi vẽ từ cái cạnh ly này này. Nếu bạn nhớ thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta giảm cái thành phần hemisphere này thành chấm 5. Chúng ta đã có một nửa quả chanh rồi các bạn. Chúng ta có thể mirror qua trục Y, đúng không các bạn? Rất dễ dàng phải không ạ? Có thể xoay đối tượng này đi một chút cho nó tự nhiên. Ok. Bước cuối cùng của chúng ta là chúng ta phải xử lý những cái thành phần thừa của mặt nước bên ngoài này cho nó hợp lý hơn. Thì để xử lý thành phần thừa này, tôi sẽ chọn cái ly và mặt nước, chúng ta bấm một cái biểu tượng bóng đèn này hoặc nhấn Alt Plus Q để hiện mỗi đối tượng đó mà thôi. Chúng ta xử lý như sau. Tôi chọn đối tượng này, tôi convert nó qua poly. Sau đó chúng ta chọn cạnh end. Chúng ta chọn cạnh bên trong này. Các bạn nhấp đúp hai lần vào để nó chọn toàn bộ cạnh bên trong. Sau khi chọn toàn bộ là cạnh bên trong, chúng ta kéo xuống dưới tìm đến cái phần Create Shape from Selection. Tôi sẽ tạo cái đường 2D từ đối tượng cạnh đang chọn, tôi bấm vào và chúng ta chọn Line. Cái shape này các bạn phải đặt tên, đây là shape 001, tôi ok. Thì tại vì vừa rồi chúng ta kích hoạt rendering nên nó có hiện tượng này, tôi sẽ thoát cái bảng đó ra qua bảng bên này và chọn cái đối tượng shape qua Modify Rendering. Tôi tắt hai chế độ này đi. Sau khi tắt hai chế độ này, các bạn chuột phải Convert qua Edit Poly để làm cái bề mặt nó mịn lại. Các bạn chọn cái polygon này, chọn một bề mặt, chuột phải. Chúng ta chọn nó hộp thoại ít chút. Nhập thông số vào đây có thể là 50, Enter. Hãy nhớ check này để kết thúc cái lệnh. Đến đây chúng ta chưa xong, chúng ta chọn phần border này. Bởi vì cái đối tượng chúng ta đang bị rỗng bề mặt bên dưới, các bạn có thể nhấn Alt Plus Q để hiển thị mỗi nó này. Thấy rằng bề mặt bên dưới rỗng, chúng ta chọn và chuột phải nhấn cát để nằm liền với bề mặt này. Sau đó chúng ta nhấn lại bóng đèn này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái lệnh đã học bóp lùm. Tôi chọn đối tượng, di chuyển nó xuống một chút. Làm sao cho cái đối tượng chúng ta nó sâu hơn cái mặt nước này. Bây giờ chúng ta chọn mặt nước. Tab khởi tạo, chọn cái đối tượng thứ ba ở đây, Compound Object, chọn lệnh bóp lùm. Và chúng ta chọn Cut và Split. Bấm vào pick B và chúng ta pick vào cái khối này. Bây giờ nó tạo cho chúng ta biên dạng lưới chạy theo cái mặt nước của chúng ta. Sau khi xong, các bạn chuột phải kết thúc lệnh bóp lần, dùng lệnh scale để chúng ta đưa cái biên dạng cái đường chúng ta vừa cắt này trùng vào bên trong, nó không hở ra ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn chọn về cái vị trí này của cái lệnh scale, các bạn kéo lên hoặc kéo xuống, tôi đẩy lên để nó vào bên trong. Sau khi thấy nó biến mất không nhìn thấy bên ngoài nữa là ok. Tiếp tục chúng ta chuột phải vào màn hình, convert đối tượng qua khối nâng cao dạng poly. Các bạn bấm vào cái mũi tên này về vị trí số 5 element. Chúng ta chỉ cần bấm vào cái vị trí bên ngoài này và xóa đi. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái mặt nước và có quầng sóng trông rất là tự nhiên. Thì có thể cái quả chanh này chúng ta sẽ cho nó một cái màu xanh lá thì nó đẹp hơn. Cái này tôi có thể cho nó màu hồng hoặc tím. Mặt nước cho màu nhẹ hơn. Cái đối tượng này chúng ta cũng cho cái màu khác. Giả sử tôi sẽ cho nó cái màu xanh ngọc nhẹ nhẹ này. Ok.